liên quan đến du lịch nhất là những gia đình nào đang chọn Đà Lạt là điểm nghỉ dưỡng cho mùa hè này đó là công an thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn và đã phát hiện nhiều vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và trong số đó có hai quán ăn rất nổi tiếng đồng du khách thực tế hiện nay đã xảy ra nhiều vụ việc ngộ độc do thực phẩm bẩn gây ra những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn cũng đã bị các cơ quan chức năng phanh phui và xử lý Thế nhưng tình trạng thực phẩm bẩn vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường, len lỏi vào nhiều khu chợ dân sinh hay thậm chí là vào cả các nhà hàng sang trọng thưa quý vị. Ngày 5 tháng 7, lực lượng chức năng kiểm tra hai cơ sở cùng tên Bò Tơ Đà Lạt 118, để địa chỉ 118 đường Hùng Dương và số 8 đường Giải Chiến, phường 11 thành phố Đà Lạt. Hai cơ sở này cùng tên nhưng khác người đại diện pháp lý. Cả hai quán đều chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh hàng hóa xuất xứ, trị giá hàng hóa cụ thể là thịt bò các loại. Đáng chú ý, tại số 8 đùi giải chiến, công an phát hiện 97 kg dũ heo có trị giá khoảng 19 triệu đồng, không có nguồn gốc xuất xứ. Tiếp đó, lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh thịt đông lạnh của công ty Việt Hà Tây Nguyên, số 46 Đinh Công Tráng, phường 7 Đà Lạt. Cơ sở cũng chưa cung cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa cung cấp được quá đơn chứng từ chứng minh 700 kg nằm heo, 270 kg dồi trường heo, và một số hàng hóa khác, tổng trị giá khoảng 308 triệu đồng. Hiện công an thành phố Đà Lạt đã lập biên bản vi phạm hình chính các cơ sở nêu trên, tịch thu số hàng hóa không rõ nguồn gốc để tiêu hủy theo quy định.